Chào các bạn. Hiện tại là nắng nóng quá nên mình quyết định là một trò giải nhiệt cho team của mình nha. Đây, hiện tại là mình có nguyên một cái đống bánh Tajoid Collagen. Đây là một cái bánh mà vừa ăn là nó vừa xanh miệng và nó vừa khe mát nữa bạn. Rất là giòn nữa, nói chung là ăn cái bánh này là trong miệng rất là khe luôn. Nên mình quyết định là trò chơi hôm nay là rất là đơn giản các bạn. Đó chính là mình bơm một cái hồ bơi ngay trong đây. Sau đó mình sẽ bỏ nước đá vào. Sau đó ăn cái bánh này nha. Mình có một cái hũ bạc hà siêu lạnh. Đây là cái tinh dầu bạc hà các bạn, giống như dầu con ó rồi vậy á. Mình sẽ tét nó lên người. Nghe sau đó lắm à. Dầu bạc hà thì dĩ nhiên là nó kết hợp với lại nước đá thì nó rất là lạnh luôn. Nói chung là 5 người sẽ chui vào trong cái hồ bơi nước đá, tét bạc hà lên người, sau đó ăn hai bịch bánh Tajoid vị collagen, uống một cái lon bay ốp. Sau đó đầu sẽ là chịu đựng, ai chịu đựng lâu nhất trong cái hồ bơi đó, người đầu bạc gác cuối cùng các bạn là sẽ hưởng ngay một cái cúp vàng trị giá 500k nha. Cúp này là cúp 500k các bạn, chứ phải cúp hộp vịt lộn nữa nha. Rồi ok, bây giờ tiến hành bỏ đá vào. Ủa, một bao như vậy là mấy ký rồi tí? Em không biết đâu. Nhưng mà tính là bao gì 20.000, bao này là 40.000 gì? Bao màu xanh này là 20.000 bao, còn bao màu trắng là 40.000. Anh tí không biết bao nhiêu ký hết các bạn, nhưng mình thấy là cũng khá là nhiều nha. Thì bao này chiếc sáng nào nó cũng bán như vậy thôi. 4 bao nhỏ và 3 bao bự. Ok, đổ vô hết luôn. Vô luôn. Đá này là đá mi các bạn. Phải đá mi chứ phải đá mi nha. Ai biết đá mi gì? Vô bao này nha, bao bao này. Chủ yếu là cho nó tan lạnh nước thôi. Đá này nó rất là dễ tan các bạn, đổ vô nước cái nó tan hết rồi. Mà nhờ vậy thì nước nó sẽ rất là lạnh nha. Mịt mù luôn. Lên phụ quen đi. Rồi trong thời gian tan đá mình tét tinh dầu bạc hà lên người đây. Ui ra luôn em. Rồi, đừng tan thôi, được rồi. Được rồi, đã gió tan không sao đâu, gió tan đi. Đâu có, cứ người này tét người kia đi, tét khắp người luôn. Dạ bảo, quay đây. Dấu hồ, dấu hồ dầu ăn quá ha. Dấu hồ dầu ăn quá à. Đúng chắc dầu ăn luôn. Đúng không? Ăn dầu miếng rồi ăn. Cực này té cho cực kia kỹ lên. Nói chung là cái dầu bạc hà này mà xuống nước đá là bao lạnh luôn các bạn. Trời ơi, cái mũi he ghê luôn á. Em tha dầu chiên cá thằng Bảo. Em tha xuống dưới phần dưới miếng. Pha đít kìa. Đúng rồi. Té trước ngực đâu nữa. Cho tụi bay hết nguyên cái chai đó luôn á, 100ml á, đẹp hết luôn nha. Ờ đúng rồi. Đi massage luôn á, kích kích kìa. Mà nó mát không, mát không? Mát rồi, tụi em muốn chét anh rồi. Ờ chưa ai chét lần. Trời ơi, thầy giống bị quá lòng da. Tiếc trước luôn, tiếc trước luôn. Lạnh không, lạnh không? Anh nghe cay mắt luôn á. Đúng cay mắt luôn á. Tiếc trước, không ai tiếc trước hết rồi. Ờ, trước nữa, tiếc khóc rồi, còn trước rồi. Yeah, đừng tét mông nha. Trước ok chưa, ok chưa. Chưa xuống mà gió thổi thấy tê tê đó. Ừ, nghe cay mắt quá. Cay mắt không? Mà cay mắt không? Cay. Ok, bỏ bánh vô, bỏ bánh tay vô ít vô. Có chết mắt không? Vô vô hết luôn đi. Vô bay ốp luôn. Gió thổi mà như kích kích ra sao á. Chứ không phải gió thổi lạnh. Gió thổi nó lạnh á. Đây nước bây giờ nó lạnh rồi nha bạn. Tan hết đá luôn rồi. Rồi bây giờ từng người vô thử trải nghiệm thử coi, tí vô trước thử thấy. Thôi về thử coi lạnh không. Chưa lên. Chưa hám với cái mình la. Sao lạnh không? Ngồi vô thử coi lạnh không? Ngồi vô thử coi lạnh không? Anh chưa thử bao giờ luôn á. Lạnh đúng không? Lạnh đúng không? À. Rồi vô. Thì chứ em tha dầu lên người mà đâu tha lên tinh quần đâu. Không có dầu bạc hà, dầu bạc hà, đi dầu ó vậy. Vô. Phải ngồi xuống nha, ngồi xuống ló cái đầu lên thôi nha. Rồi ok, ngồi xuống. Mới tới đây chưa đủ cái dầu mà nó ra. Rồi, ngồi xuống nha. Ngồi xuống, ghét gì vậy, ngồi xuống. Cái gì vậy? Chưa ăn nữa, đứng gì hết rồi. À. À. À.
Rồi 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 rồi, em tỏ đi. Nói chung là game này bảo chơi được, mở giày. Rét lưng quá. Ồ, lạnh lắm hả? Rét lạnh má ơi. Còn cái chỗ mà nó bị chóc da vừa hổm đi đảo á, giờ nó rác mới vô đó nhiều hơn. Xuống dưới nước nó nghe rét lạnh luôn hả? Rét quá. Rét lắm. Rét quá. Rồi sao? Em nghe không được. Em giờ rồi. Rét quá. Thiệt luôn á. Ừ rét. Nghe ngang bó tay hả? À? Ăn không xuống được hả? Rét lắm anh, thiệt luôn á. Âm 18 độ. Rồi tình hình là ngang nó bị lột da bạn nó. Té cái này vô mà nó có thêm cái nước lạnh nó chịu không nổi nha. Rét quá. Ok, vậy ăn vô luôn đi. Vô luôn. Được rồi. Lột da dữ trời, mình lăn cái biển hả? Rát, rát quá. Mấy cái chỗ rát chạy một vòng cho nó nóng rồi vô. Rồi sau khi test cái dầu bạc hà đó, sau đó chui xuống nước lạnh thì cảm giác như sao? Nó lạnh mà kiểu như nó thấu xương vậy á. Vậy hả? Chứ ở ngoài nó không lạnh nhưng mà ở dưới chân thì nó không lạnh, mà cái lưng nãy chắc cái lưng thì lưng nó lạnh. Còn cái mỏ em nãy em chét ra không biết, giờ vừa nóng mà vừa lạnh nữa nè. À dạ. Em có mấy chỗ chóc da bữa hổm đi đảo á, bây giờ mấy chỗ da non nó rát dữ lắm. Em nghe không đủ mũi quá. Đã không? Ừ. Còn Quang sao? Em đánh bò cạp nữa giờ. Ủa, vậy nó lạnh vậy hả? Chỗ nó chét mặt hà nó mới lạnh, còn cái chỗ chét mặt hà nó mới lạnh. À. Giống như ăn. Tự nhiên nghe cạp. Nói chung là cái nước này là mình đánh giá là nó lạnh nhưng mà chịu được các bạn, lạnh mà chịu được, nhưng mà hình như là chét mặt hà vô là lạnh hơn đúng không? Cái chỗ mà không chét thì nó không sao, còn chỗ nào té ban ngày thì lạnh. Ghét lạnh quá, nó ghét luôn rồi. Rồi ok ok, bây giờ các bạn ăn bánh nha, mỗi người ăn 2 bịch. Ăn 2 bịch. Tại vì theo như mình được biết là cái bánh này nó rất là khe luôn. Mà mình hiện tại là mình đang rất là lạnh mà mình còn ăn thêm bánh nó khe nữa, thử coi nó cảm giác nó sẽ như thế nào. Ăn thử coi. Ló cái đầu lên thôi chứ ló cao quá ghen ngồi xuống luôn á, không có chân ngồi chùm hổm. Tí ngồi chùm hổm ghen quá em bảo nữa hẳn ngồi xuống luôn. Ngồi bẹt đi. Ờ. Né nữa à. Đó. Tăng nhiệt độ cho cái hồ để bạn lạnh hơn nha. Sao? Được chưa? Lạnh là nóng, vừa nóng nóng, nó nóng kinh khủng không mà nó lạnh nữa. Nó vừa nóng có dầu gió mà lại vừa lạnh hả? Mà tự nhiên hai đứa tay nghe nóng rồi. Cái mỏ nghe nóng nè. Nóng quá. Nó rát nên mình cảm giác nó nóng chứ không phải, có khi không phải nóng đâu. Nhưng mà tại nó rát. Qua chỗ nắng gì cho nó ấm như thế. Tí nổi da gà kìa. Về em tí nổi da gà hả? Không phải, con nổi da gà kìa. Hồ hồ quá trời. Ờ, tí nổi da gà kìa, không phải. Gì tắm ban ngày bên mặt tắm nổi da gà không nội. Con này không vuốt lưng em. Ủa, không thấy không, đâu nổi da gà đâu. Có không? Đâu, sơ sơ không có. Ông Quang nổi da gà không? Học luôn, sơ sơ à. Rồi quý tí nó bị ốm quá, nó không có mỡ các bạn. Nên kết quả là nó bị lạnh nổi da gà luôn. Uống nước ngọt thử coi, uống thử bay ốp coi. Mà cái bánh này vô là nghe he không? Vừa lạnh mà vừa ăn bánh he nữa rồi nghe. Giống như đang ăn kẹo gì vô chứ ha, 1, 2, 3 vô chứ. Ờ giờ kẹo he hả? Chút tay đầu cầm bánh em. Ê, cái lông nhớt bên kia kìa bảo. Vô, vô, vô. Đó, uống bị bay ốp nữa vô là đúng combo luôn các bạn. Sao? Giờ nó the tới trong họng luôn. Sao lạnh như ta? Lạnh thiệt ha, nổi da gà luôn, nhìn tí nổi da gà luôn các bạn. Trong đấy lạnh nè. Lạnh cái kiểu mà lạnh nóng á, nóng lạnh á. À nói chung là cái dầu này nó nổi tới mặt nước bạn rồi, nó không có hấp nước nha. Thấy người tụi nó không có hấp nước luôn á. Bây giờ nghe cái cổ nghe nó lạnh lạnh không? Gió hỏi anh. Gió hỏi hả? Để kêu ăn vô lấy cây quạt ha. Cá bảo nó bị nổi da gà luôn các bạn ơi. Cá chép con bảo nổi da gà luôn, cá này cá răng long chứ. Nổi vẫy. Nổi vẫy luôn rồi. Còn anh ăn đẹp trai sao anh? Nói chung là ăn nó bị đi đảo về là nó bị lột da non các bạn. Nên với cái da non này mà tét cái tinh dầu bạc hà vô mà cộng thêm nước lạnh nữa là cảm giác rất là phê đúng không? Đúng bài luôn. Để vô tắm luôn. Ghê nó nghe kim. Nước hồ mà nó còn chịu không nổi nữa sao chịu nổi cái nước lạnh này? Đúng tự như nghe cái kim đâu. Đúng rồi, này da non chịu nổi.
Thì tí lạnh nổi da gà luôn mà. Anh cũng bị chóng mấy chỗ nè, mấy chỗ đó là nó rát hơn đường nhiều. Tao tới bầu cạp luôn mà. Tại ngân nó rát anh, nên lột nguyên cái mảng lưng luôn mà. Ôi quá, lại không được rồi. Vô vô, vô vô đó hả? Cái gì bây giờ ra ngoài đường phản đáng hả? Tí là nãy giờ là nó đánh bò cạp dữ lắm mấy bạn. Thấy kiểu này chắc sớm. Nổi da gà đây rồi luôn á. Anh quay thử coi mấy bạn thấy da gà không nha. Tờ ơi, da gà bả nổi kìa nguyên trời luôn á. Lạnh lắm hả? Thôi. Đâu hang hả? Đứng cho mấy bánh để chịu lưng đau á. Rồi tí là nó nổi da gà dữ quá, cho nó đầu hàng các bạn ơi. Bảo ăn được bạch rồi. Cảm giác ngày sau em? Bảo thấy đã ăn cái bánh đó bao khe vô uống thêm bị úp nữa. Bảo đúng phơi luôn. Nó đi nghỉ dưỡng thấy nó đau phơi lắm đâu. Thì thấy nó cũng nổi da gà nè, nổi da gà quá trời nè. Ừ. Ông quay sao rồi? Gì? Ôi, đứng dậy là thua hả? Ủa đầu hàng hả? Đậu muối vô cho em nổi hả? Rồi ông quay ông đầu hàng luôn các bạn ơi. Bảo này không ghê quá. Rồi còn có hai người cuối cùng là Bảo Mập với lại ông Quang ông Huế nha. Vô cái đi chứ hả? Vô luôn, cạn lôi luôn. Cứ như bắt cực vậy sao, làm gì gung dữ à? Lạnh lắm à. Lạnh thiệt hả? Rát lắm. Nó lạnh mà cái cảm giác nó nghe sao? Nóng nó rát chứ không phải là lạnh bình thường. Nó lạnh thấu vô trong người đúng không? Ê, nhưng mà sức dầu đúng á. Đúng rồi, thì cái chỗ cái vùng da đó giống như là nó rát nó bỏng hết vùng đó, nó kỳ lắm. Bỏng này là vậy là bỏng lạnh rồi. Đúng rồi, nó rát nó bỏng vậy. À vậy là vậy nó lạnh quá, da. Lạnh quá đúng rồi. Chán cần cổ nhiều quá nghe nè. ngậm xuống, hấp xuống, hấp xuống cần cổ luôn rồi cảm nhận. Phơi mà. Phơi hả? Nằm xuống nghe lạnh luôn á. Bảo dạng như nó mập quá bạn ơi. Oxygen đó. Nhê mở không mà xe nhê. Mở vậy. Bảo được một bịch rồi hả? Ăn một bịch nữa mới đủ thử thách em. Dạ. Rồi bịch nữa đi. Mạnh lắm anh. Dạ. Đúng rồi. Đã không? Phơi. Mà cái bánh này ăn không thì được chứ uống cái này vô nữa nó đúng mát lạnh luôn. Mát lạnh luôn, lạnh tới trong họng luôn. Quẹt nghe mát đưa. Nói chung là đây là cái bánh Tayoid vị cola chanh các bạn. Tức là cái bánh này nó rất là khe mát và như cola rồi cộng thêm chanh chua chua nữa nha. Nghe đắng luôn á. Trời ơi, anh Quang anh quạt nữa, lạnh quá. Em đưa miệng vô trắng bịch như đắng luôn thôi, anh. Thôi cho Bảo thắng đi, chị hết nổi rồi. Vậy đâu hèn hả? Chị hết nổi anh Quang quạt thấy thái nữa. Lạnh tại vì trạng như là bị lột da non nè. Đúng không? Mấy cái chỗ da mà nó rát hả? Rồi kết quả là Bảo là nó chiến thắng luôn. Dạng như đang đi nghỉ dưỡng các bạn ơi. Sao chịu giữ em? Em cũng biết nữa. Mà nghe sao? Cảm giác nghe sao? Nghe lạnh. Lạnh. Hôm xuống nhìn này nghe lạnh lắm mà. Mà phơi không? Phơi. Lạnh nghe không? Nó he he thôi. He he người luôn, toàn người luôn. Nãy cắn này nghe đầu đuôi phe luôn. Cắn nữa. Chạy gì cái này là cái tinh dầu bạc hà nó bị dính vô cái bịch bánh nè, nên em liếm vô cái em bị đắng là đúng rồi, dầu bạc hà mà. Rồi kết quả sau cái thử thách lần này là cô An là nó chết rồi. Nó đút nó luôn các bạn ơi, nó bị lạnh tơi người hay sao á. Nó chơi với chó luôn rồi. Rồi hiện tại là Bảo chiến thắng. Sao tự nhiên giờ không cột kỹ em. Có thiệt. Lạnh không? Cái thùng này mới ấm nè. Rồi nói chung là trời Bảo thắng rồi, cho đấy cúp 500k nha. Thắng cũng được cúp nữa. Thắng được cúp luôn. Cái nó lưỡi xanh hả? Rồi ông Quang nghe sao em? Quang nghe sao? Hỡi cho lộn hỡi chứ. Rát quá. Bây giờ lên đây nó cũng rát kinh nữa. Nó rát nhiều khi rát hơn dưới luôn á. Lên bờ nó rát lên hả? Lên bờ gió không biết sao nữa. Hình như là xuống dưới đó là mình sẽ nghe lạnh. Còn mình lên bờ là mình rát. Gió nghe rát. Còn tí sao? Lạnh vừa anh vừa nóng. Vừa lạnh vừa nóng vừa rát nữa. Thôi. Còn Quang? Em giờ em nổi ghẻ luôn rồi. Lột da hả? Dạ. Cái này là do đi biển, hôm bữa đi biển các bạn. Lột da non. Nói chung là khi chúng ta tắm cái hồ nước đá hồ lạnh đó mà tét thêm cái tinh dầu bạc hà này vô thì nó rất là lạnh luôn các bạn. Kết hợp ăn thêm cái bánh Tayoid và vị cola chanh nữa thì nó thật sự là rất là lạnh luôn. Uống thì bị úp nữa. Làm gì đến bộ khảm đi chơi. Vậy mình góp cho tao đây. Nói chung là bây giờ hôm nay là chơi một cái trò chơi là thử coi là tắm bạc hà với lại nước đá
ăn thêm bánh tayoid vị cola chan thử coi là như thế nào. Kết quả là mấy thằng có bóp là nó sẽ đầu hàng trước nha. Đây điển hình là thằng ăn là nó chưa xuống là nó đầu hàng rồi. Còn tí là đầu hàng thứ hai, sau đó tới Quang thôi. Và cuối cùng là Bảo nó chiến thắng đó. Thằng Bảo thì nó quá là nhiều mỡ hay sao mà nó là nó la đến như đang nghỉ dưỡng vậy á. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ làm nhiều clip khác. Tạm biệt các bạn.